Bảo Hùng Audio xin kính chào anh em. Hôm nay em giới thiệu với anh em hai cặp loa khủng. Có loa bass là 40 cm. Đầu tiên bên tay phải của chúng ta là cặp JBL L300 Summit và bên tay trái là JBL 4430. Đầu tiên là cặp L300 Summit đẹp xuất sắc, sử dụng loa 3 đường tiếng bass 40 cm, gân mút và màng giấy, sử dụng cổ bass 136A, cụ chung kèn LE85 và cụ chép là 077, hay anh em thường gọi là chép kim cương. Nhưng đúng chính xác của cái dòng chép này gọi là chép dìu, bởi vì cái mũi chép nó như là cái dìu vậy. Còn anh em gọi chép kim cương bởi vì cái mũi chép nó trong suốt nên chúng ta gọi là kim cương, nhưng thực chất nó là chép dìu anh em nhé, anh em lưu ý. Loa này thì duy nhất là có thay gân loa bát. 100% những cái dòng JBL gân mút về Việt Nam thì đã đều phải thay thế hết, hoặc là không thay thế thì nó bị chai cứng hoặc là bị mùn, thì chúng ta chơi nó không còn đảm bảo chất lượng mà không đảm bảo giải trầm nữa, thì 100% chúng ta đều phải thay. Ở đây thì shop em đã thay bằng một loại gân tốt tương đương với gân zin cho giải trầm rất là ấn tượng. Cặp loa này thì sử dụng cấu hình full Anico, tức là ba củ loa đều sử dụng củ Anico. Đây là phiên bản zin không độ, không nâng đài, L300 Summit không nâng lên gôn. Tất cả những model L300 thì đều không có bản gôn, anh em lưu ý nhé. Bản gôn là bản độ thêm. Nếu anh em nào muốn sưu tầm thì chúng ta có thể sưu tầm những cái bản gôn, nhưng bản gôn thì nó sẽ đắt hơn, và khi chúng ta thanh khoản thì chắc chắn là sẽ bị mất giá hơn là bản zin rồi. Bản zin nguyên thủy nguyên bản thì chúng ta chơi bán đi đâu cũng được, và ai mua thì nó không bị trượt giá nhiều, mua bán không trượt giá nhiều. Tất cả gôn và zin thì đều như nhau, không khác gì cả, qua là chúng ta độ thêm lên vàng cho đẹp, chứ thực chất thì để mà ráp bằng lấy vàng thì chắc chắn là nó sẽ đắt hơn rất là nhiều rồi. Nhưng mà đây là phiên bản zin, chúng ta không độ gì cả, nguyên bản. Tiếp theo là cặp JBL 4430 sử dụng loa bass 40 cm, củ dùng chung với JBL 4344, loa chép tai voi. Em này thì công suất rất lớn, chúng ta có thể ghép được với nhiều dòng loa hoặc dòng âm ly hoặc dòng bao công suất lớn để chơi ở những cái căn phòng rộng. Đây là một cái phiên bản monitor loa kiểm âm được anh em đánh giá rất cao, có giải âm cân bằng, chúng ta có thể chơi nhạc đa năng. Cặp JBL 4430 này em bán với giá là 55 triệu, còn JBL L300 Summit giá là 135 triệu cho bản zin nhé, em không bán hàng độ. Hàng độ anh em nào có yêu cầu thì có thể về chúng ta tự độ lên được, thì shop em chỉ bán hàng zin không bán hàng độ. JBL 4430 giá 55 triệu, hàng đẹp xuất sắc. Cả hai cặp thì đã đều thay gân mút rồi, gân zin tương tự như gân zin luôn, chất âm giải trầm rất ấn tượng. Trên đây là hai cặp loa mới về. Xin thông báo với anh em để anh em có nhu cầu thì liên hệ với em Bá Hùng theo số điện thoại 0978 263 263. Xin cảm ơn anh em.